Đã chứ. Hello, hello. Ngày người nào cũng đẹp, người nào cũng xinh. Hello, Kevin. Hello, xin chào. Ok, hôm nay đi đâu chơi nè, Andy? Hôm nay đi đâu chơi? Hôm nay đi đâu chơi em? Không biết đi theo Kevin với anh về. Nay người nào cũng đẹp, người nào cũng xinh nha. Ok, bắt đầu đi. Lát về mới trả, đâu trả giờ con. Cam quýt táo có mua không? Có mua không mà lại đây. Ok, đi lên thang máy nè em, đi thang máy nè, đi thang máy nè. Một chút chỗ này là thì nào về mới trả bạc kinh chỗ này chứ. Đường Doan, ra đường Doan, hôm nay anh đi đi đâu đó anh đi chơi hả? Kevin đi chơi hả? Em đi đâu đó em? Đi vào phố hả? Ta đi đông quá luôn, ta đi chơi vậy. Hôm nay thứ hai đâu phải cuối tuần đâu mà người ta đi quá đẹp, đen hết trơn. Đi dạo. Ăn gì nói mẹ mua con. Tính tiền ngoài đặt đâu. Đâu cũng được chứ. Ngoài cũng được, trong được. Mua chất lét thôi à. Xong ra, xong ra tính tiền đi con rồi đi chỗ khác. Nhiều chỗ đi mà. Ok.
quá đông, quá vui, nhộn nhịp. Đây giống như cái lùng xình ở phố Tạo vậy. Quá đông bên này, quá đông thứ hai mà đông quá, bà con đi dạo phố quá trời rồi. Này gì vậy? Gà hả? Gì mà cái hai ba miếng, hai ba miếng vậy không? Cay, cay hết đi, cay hết đi, cay gì? Cái này không cay mà nãy có ăn không? Cay húp miếng súp vô, canh là súp không biết nữa. Đây là trứng cá phải không? Trứng cá đó. Đây là sushi. 2 dĩa sushi rồi. 2 dĩa sushi với cái tô đó, tô gì anh đi kêu vậy? Cái gì anh đi? Anh dễ sushi với cái đó là gì qua này? Ngon, ngon. Cái này đi đêm này. Anh đi. Cái tô đó còn kêu hả? Ô chen qua mới còn mới lấy gấp tới. Bưng qua, bưng qua em. Bưng qua cái tô kia cho anh đi, nó ngược của nó rồi, nghịch tay rồi, bưng qua. Anh Chung, món ta. Nó kêu mà ủa cái gì mà món gì vậy? Cái bò hả? Bò à? Dạ. Thịt bò với trứng hả? Đây. Chà, ngon vậy ta. Cái tô đó, cái tô đó gì? Gà. À đây có cái miếng này đây. Cái đó thịt gà nè, cái bình. Dạ. Ok. Mời cả nhà thưởng thức sushi. Cơm à. Ngon hả? Mời cây.
món nào cũng cay hết á. Thì ra nó trộn cơm ở dưới mà tưởng đâu nguyên tô thật đó chứ. Cái này kêu bằng cơm Nhật đó nha. Cơm Nhật nè. Cơm Nhật á. Ăn rồi nó khác với cơm Việt Nam mình không? Nó làm cũng là lạ. Làm lạ. Ăn làm miệng cũng ngon. Cơm Nhật mà. Cái gì món? Cái món đắt miệng đâu. Có lo ăn cơm Nhật bữa hả? Ngon. Cái cây mà ngon. Cái rồi thank you con. Cái thịt nè. Cây không? Hơi mặn mặn, thơm thơm. Không được rồi bưng dĩa lùa cho con. Trời cái muỗng nó dày quá con đâu có cách nào mà múc được đâu. Nó cộm lắm. Không.